Ok, hello, xin chào tất cả các bạn nha. Video này chúng ta lại tiếp tục nha bạn. Vào đập boss Ngắn gọi nha, thôi. vô này quýnh lại con boss đi. Kiểu mà phải thoát ra lưu lại cái bạn. Không thôi kiểu mà con boss con nhện nó đấm mình như bão sắp mặt rồi. Quýnh ói luôn á, trời, nhện siêu mạnh á, nó hình như mấy tỷ máu á. Với lại cái con cá mập tự nhiên mất tiêu luôn các bạn. Không hiểu kiểu gì luôn. Phải qua là mắt đúng không? Không có, em cũng biết chị đâu trời. Em cũng tiếc lắm đó chứ. Này còn con beta nè. Tự nhiên mình vào game lại bạn mất tiêu cái con cá mập luôn. Cái con cá mập hôm qua anh em mình lên godlike luôn. Nó mất một cách vô lý không? Ờ nó mất một cách vô lý đúng không? Không hiểu nổi. Nè, giờ còn cái con beta không à? Không lẽ luyện con này lên nữa, thôi dẹp luôn á. Không hiểu kiểu gì luôn. Không luyện cũng nhanh, beta luyện lên cũng nhanh, không sao. Thế thì mình đi luyện lại. Thì nha bạn, tập này mình với Bảo tập trung vô quánh con boss nha bạn. Quánh con boss chùm cuối nữa. Không, nó không phải là chùm cuối đâu. Khoan, mà giờ em lấy con gì em đánh cái con boss đó vậy? Em lấy Sola. Sola đúng không? Mình lấy vũ khí quy diệt như vậy. Để em cầm cái chi chọn em chọn thịt đó. Nên phải cầm cái búa Phantom mà dì cho mượn cái áo đi. Cho mượn bộ đồ, em có đem bộ đồ không? Không. Nhưng mà anh ngồi trên con đó anh có chọn được không? Không. Anh có gõ được không? Không, không, không. Không à. Tại vì để em gõ cho anh. Hay là anh chọn. Đi về lấy bộ đồ kia đi. Ok. Đây các bạn, lẽ ra là hôm qua là quánh luôn rồi đó. Nhưng mà kiểu mà mình với Bảo phải thoát ra cái xèo lại cái cho chắc. Giờ mới vô là đập luôn nè. Guardian group god với lại ghi sụp group god là sẽ tạo ra được cái con Indead Tutor đúng không? Đúng đúng đúng. Indead Tutor. Con này là con nhện nha bạn, hồi bữa mình với Bảo có chịu hồi ra rồi. Như 7 tỷ mấy nha. 7 tỷ rưỡi. 7 tỷ rưỡi nhưng mà chưa có quýnh lộn với nó các bạn. Chỉ ra cứ mà gặp nó từ xa thôi chứ chưa lên gần. Còn bữa nay là chịu hồi là đập nó luôn nè. Em sẽ cho anh cái gì chọn để anh ngồi dưới anh cũng chọn được ta. Nè anh không chọn luôn. Thử không luôn hả? Không. Hết rồi. Không được luôn rồi, trả luôn nè. Ai gì anh giữ, em giữ. Cầm đi. Về chưa? Ok, chơi nha. Rồi, vào việc nha bạn. Quất. 136 triệu máu. 140 mấy triệu máu lại chết. Chết, đâu thế nào chết được đó. Đó, cái con nhỏ này các bạn, 7 tỷ rưỡi máu thôi. Được, với lại Guardian nha các bạn. Ấm không vậy? Anh nổ nó được vậy? Anh nổ thôi, em cỏ này, đèn cỏ cũng xét đó. Hai cả. Mà nó có chiều của con đập rơi nó có chiều. Anh nổ chưa vậy? Mới nổ cái chị không lắc rồi. Một cái nữa. Một
Death chung tết nha mọi người. Quánh nó lần 2 chung mấy vậy? Đúng rồi, ăn của xếp nó quánh được 2 chung mấy. Đó, nổ nó gái được 8-9 triệu đó. Nổ được cái là 89 triệu nha mọi người. Đi gửi này quánh chắc 15 phút quá. Nửa tí. Giờ em hy sinh em kẹt vô người nó luôn cũng được đó. Thiệt. Nó quánh em hình như đấu thắng không? Nó quánh em 4 triệu mấy. Đó, nổ cái 130 mấy triệu đó. Có cú set rồi xong rồi em đứng em cạp nó luôn. Mỗi lần chắc được 12 triệu á, 12 triệu không? Một cái cạp của em chắc được 5 triệu á. Ba cái cú set đó hả? Đúng rồi, ba cú set là cạp. Con này được cái là nó trâu thôi bạn, chứ nó quánh cũng không mạnh lắm. Tại nó kết hợp giữa Rudian với lại Gisu. Rồi nổ nó có 50 triệu à, kiểu không có cú set nào là nổ được có 50 triệu à. Em mà kẹt chính vô người nó là nó xong. Hai cái cú set đây giờ. Hai cái cú set à. Không sao, nếu mà đến gì thì tầm 15 phút. Con nào đam to đó không ta? Ba cái con sét, bốn cái này. Thôi con sét mạnh hết chiêu rồi. Bị khùng nữa chứ, ba cái con sét bị khùng 25 giây. Gây đã. Set thì mình chỉ nổ được có 4 mấy triệu bạn, đôi khi lên được 5 mấy triệu. Hai cái, ba cái, anh nhá, ôi trời bạn đam chứ giờ, ba cái con set hồi nãy là 6 tỷ 6 đúng không? Đúng rồi, nổ cái còn 5 tỷ 9 các bạn. Được á, được á, được á. Nhưng mà thốn quá bơ, chịu máu ghê quá. Chịu máu khủng khiếp quá hả? Ừ. Ba cái con set mình nổ một cái là hơi bị dữ nha mấy bạn. Bây giờ em quánh không vô đam. Anh có thể lấy con nít mày á, anh lấy con nít mày. Anh vừa hồi ra phải không? Vừa hồi ra cũng được. Mình lại đi, quay lại trụ đi. Hồi nãy anh giữ cái lao, nhiều khi anh ngồi trên tiếp mấy anh chọi được đó. Sao cái lao hồi nãy anh trả em rồi. Để em ra mình lấy mấy con triệu hồi thử coi. Rồi 3 cái. May này mới bậc 2 à, tí nữa mình có đủ 5 cái ba gọt của Raptor để bạn lấy cái yên đi que cho nó luôn. Thời gian trừ thật, thốn gì à, nó quánh anh lần 10 triệu bố ơi. Em quánh 5 triệu. Ồ, quánh xương xương cũng được mấy chục triệu. Quánh xương trừ xương mình một lần 10 triệu các bạn. Còn tiếp máy hả? Đó, anh kêu mấy anh đệ xuống đó. Mấy anh đệ này làm ăn được không mày? À dạ. Cách xa gì mà vẫn trừ 6 triệu mấy các bạn, đau má ơi luôn.
quá là khó chịu bị khùng nữa rồi này. Anh đại làm được không chưa? Để anh thấy đánh vô đâu vậy? Biết rồi. Rồi gọi ra hai con gì cù ấp chứ vậy? Bánh 16.000 em ơi. 16.000 á, gót like rồi bánh 16.000. May này nó có chiêu mưa thiên thạch nữa mày. Để chiêu quá nó đi. Trời ơi, có chiêu hồi gacha với lại diplo chứ. Sao bị kẹt luôn rồi. Từ mấy ngàn rồi, kém. À, em bị chạy anh ơi. Con này nó bị khùng nữa rồi, nó kiếm này. Nó siêu xe ra anh chịu nổi không trời? Nó siêu xe ra anh có hai mấy triệu rồi bố ơi. Anh Vân từ từ nha, em bị cái con kiếm này nó bị lỗi, nó bay lên trời rồi. Rồi nó xuống. Không được. Trời ơi, mấy con chịu hồi mình chưa kịp lấy gần nó chết đó bạn. Rồi ok. Đó, có người đá với mấy con chìm nhỏ nhỏ xuống đó. Lụm quá, chắc lụm người đá. Khỏi gì hồi nữa anh, nó lắc quá. Gì hồi nó lắc quá. Nó lắc là một phần là chịu không nổi luôn anh. Nếu mà mấy anh đợi lại gọi ra là chết, gọi ra là chết. Nói chung là chỉ có vũ khí quy diệt là thấy tiêu diệt con này được đó bơi. Nó hơi lâu. Mà được đó anh. Được. Anh dám thử không? Anh lấy con Edward anh chạy ra cho đánh thử cái. Anh nghĩ con Edward không đi đâu. Mà Edward có 2 triệu mấy à? Gì? Anh cho nó gõ một cái thôi chứ bao nhiêu đang. Bơm sẵn bình máu Omega hay mấy bình máu. Nè, gõ ba cái cú sét đó đi bơi. Ủa cái gì vậy? Trời không đủ stamina. Trời đúng nhỏ luôn bố ơi. Oh shit. Đây. Đó. Nhiều rồi, ba cái concept mọi người. Đó, nó được trăm mấy triệu đó. Em nó cắn luôn á, cắn là chịu chịu ra. Cái nè. Hai cái nè. Cái đứa báo. Mình ráng nổi luôn anh ơi. Nào đi cùng. Mời tán lên cái còn 47 nữa. Rồi 3 cái. Đó mới nổ 300 mấy triệu đó. 3 cái cùng luôn. 42 à.
nửa chặng đường đúng không? Đừng châu em cắn tay gì cũng nhanh thường mà. Xuống chút bị khủng ghê luôn. Ủa sao tự nhiên máu anh chịu dữ ta? Nó anh chưa chiêu là nó chừng á. À, có những lúc nó chơi chiêu rồi em anh sẽ đánh không vô má được nó. Em hiểu rồi. À, có mấy cái kia mà nổ lên phát nó không tính máu đúng không? Đúng rồi, có những lúc nó chơi chiêu là mình không đánh trúng. Thôi nè, nhỏ đi em. Ba cái cung xếp rồi nó thấy ba luôn. Ba cái nè. Hai cái nè. Thế ba nào? Rồi, ba cái. Hai cái. Cùng hơn. Cùng. Lên thổ luôn. Ây dạ. Thổ vậy. Thế cứ lần nào mà ba cái cô xét lên tường nó thổ lắm luôn á. Ờ. Còn tỷ 7 các bạn. Rồi, anh bị chết khác. Sao mày vậy? Ba con xét. Đây, spam. No. Đó. Chín trăm mấy triệu. Quánh luôn. 118 triệu. Nổ luôn. Ba gái khủng luôn. Đó cái chiêu lửa của em kìa. Thấm nó bao thấy không? Hai em chịu á cũng được, tầm mấy hai em chịu á. Rõ thường cũng đi quá. Rõ thường thì chắc 500 mấy chiêu hit lâu lắm. Ba cũng xếp phải không? Hai cái à. Nữa nổ lại tính hụt nữa bạn. Ba cái. Đó mới nổ đó còn trăm mấy giờ. Ui máu gì giờ. Sao mày sao. Em bù vô cắn thường luôn á. Cắn thường. Anh nổ thêm cái nữa khỏi cũng xếp gì nữa coi. Nó lụp nó nào. Em tin anh. Lụp. Đó. Rồi, sao mày. Xong mày các bạn, 9 triệu nữa các bạn. 9 triệu 7. Cảm thường luôn. Mày chỉ được cái số sau thôi. Wow. Chính xác là 37 phút. Bên con boss 37 phút luôn anh chị. Kinh dị thật sự. Nó có lock chưa ta? Chưa thấy. Nó cho cái này nè. Với cái show index này nè. Có nhiêu thôi đó. Đúng rồi. À cái ngôi sao. Cái ngôi sao này làm gì ta? Ngôi sao nè, với cái giáp vừa cái khiên Uniware mà khiên thì phế quá. À rồi xong rồi, nó nói là cái cục xô này nè các bạn, là dùng để cho cái con Rudian Group God đúng không? Rudian Group God hả? Ờ. Cho cái, cho nó ăn á. Là nó sẽ lên được Ascent. Lên được Ascent á. Con cho nếp lô thử nha, cho nếp lô ăn thử. À, như là cho ăn được nè. Ủa nhưng mà nó có unlock cái gì cho anh em mình chưa? Để em coi nha. Còn tính ra cho bên em là bình yên luôn các bạn.
Ủng quá không? Nó lóc cho ta. Thường đánh con này xong là nó sẽ lóc. Đánh con này xong hay là phải đánh cái gì nữa ta? Nãy nó đâu thấy đâu có báo gì đâu đúng không? Khoan khoan, hình như để chết lại cái chỗ boss bệnh nha. Nó còn một cái loại accent nữa bạn. Mà sao giờ tìm không ra cái accent đó ta? Hình như boss Omega nó fit lại sao ấy mày. Không có phía đâu, không có phía đâu. Làm sao có cho con bên em là bình yên nè không? Mình cứ té anh cho nó ăn, té thử đi. Có phí không? Thế sau này mình dùng nó làm cái gì ta? Em không biết, em chưa biết là dùng nó để làm cái gì nữa. Để cho cái con khác á, hiểu không? Kiểu anh em mình bắt cái con khác rồi cho nó lên Guardian à. Có một cái con Protector á, cái con sau này con đó. Guardian hồi nào ngon ta, sau này mình bắt cái con nào đam mấy bạn, chứ con Diplo này không có đam nha, không thì em muốn cho lên luôn cũng được. Cho lên luôn cái gì, cho lên luôn nha, Cho lên luôn. lên luôn các bạn ơi, lên 300 mấy triệu rồi kìa, được á. Ghê Ancient, Ancient. Ồ, tính ra con này hơi bị dữ nha bạn, nó lên nè. Ancient Rudian Diplo. bốn ba trăm bốn mươi triệu kiếm mấy cái bà Rà Gòn cho nó cắn nữa. Trời ơi trời ơi, tiếng Việt thế giới. Rồi nó được thêm gì ta, sức mạnh của cái con đó hả? Ở trong này nó để là có được thêm cái sức mạnh của cái con Ancient đó. Anh sệt cái anh vô cái phần mục học, anh sệt cái cụm cái tên đó ra, anh học được cái accent á là được rồi đó. Đâu? Anh sệt cái tên đi, anh sệt cái tên là mới được À, anh sệt tên Essen rồi đó. rồi. Ở không phải phải là anh sệt chứ, anh xin anh ở rồi Anh anh bấm Sian nó đúng không? ra Si đắc tiếp đó hả? sẽ tiếp, đúng rồi sẽ ra tiếp á. À, rồi. Rồi sao hình như đâu có chế được. Đúng rồi, những cái Asian Ascend đó là đâu được đúng không? Đúng rồi, sau khi mình học xong mình phải đánh boss đó, nó cho 5 cục trong người, anh thấy không? À, thấy rồi. Đó, rồi sau này là anh có thể trong đây nè, trong đây nè, trong cái bàn này nó sẽ cần tới 25 hai 25 luôn, anh thấy không? Đấy, nó bỏ vô 5 cục nữa. Đó, bỏ vô 5 cục nè, sau này ăn cái Ancient Unaware God Token nó sẽ có thể biến một con Unaware lên thì Ancient được á. Lên group group God đúng không? Đúng rồi anh, nhưng mà anh phải đánh cái group God của Unaware nữa. Hiểu rồi. Thay vì ở bên mấy cái hệ bình thường nó kêu bằng group God đó bạn, thì bên Uniware nó kêu bằng Ancient. Đâu, nó có Unaware group God nữa nha, nó có Đâu? Unaware group God nữa. Chỉ có Uniware group À, Uniway rất God là đánh mấy con boss hồi nãy á. God. Hả? À. Thì nói chung là thay vì nó kêu bằng group God Uniware các bạn thì nó kêu bằng Ancient. Mình phải đánh 3 con nữa mình mới tiến hóa được cái con kiến này lên chủ khí à, cái hệ đó được. Còn cái Uniware group God này là mấy con này nữa bạn, để mình đánh mình lấy được cái Ancient Ascent đúng chưa, Đúng. nhức đầu các bạn, nó cũng liên quan nhau á. Còn cái ngôi sao này là sao? Cái ngôi sao đó là, ủa nãy giờ chưa sử dụng nữa hả? Chưa. Đẹp quá ha. Hồi nãy trong này mình có cái show Antima gì đấy bạn. Đâu tiêu rồi. Thua luôn anh, không biết xài sao luôn. Cái show Antima hồi nãy đâu luôn. Trong bài này anima giống đây. Anima. Đây nè bạn. Cái show Anima này là mình chỉ bảo mở ở trong cái gương ra nè bạn. Nó dùng để cho cái con Mythical hoặc là Summoner rồi đúng không? Làm cho đang thử coi.
Có con Siêu Saiyan nè, nó lại con Kid May. Ăn được không? Ai biết được. Này gì ăn được? Ủa cho trong này nhiều xô chứ. Đâu cho mày. Là le xô. Hồi Paragon gì nữa trời. Nè được đại bảo. Nè nhưng mà Siêu Saiyan là có thể lên anima được nè các bạn. Cái này là bữa mở gương nó cho nha các bạn. Còn cái con còn này. Còn con Uniwe là đâu có thể. Ờ con Big May thì không được. Thôi cho CJ Saiyan lên thử cái này. Ok luôn. Lấy cái gì để coi nó có màu gì. Ngon nha. Anima. Gì đó? Ủa? Em có màu bị bạn đó. Hết hồn bảo làm hết hồn bạn tưởng cho ăn hết cút đúng như. Trời ơi. Ui. À, nó gấp đôi lượng máu. Nó là ôi lên nó được Ancient luôn kìa. Đúng rồi, lên Ancient. À. Trời hồi nãy biết gì cho nó ăn trước được các bạn. Anh em mình đi quánh nó cũng đỡ khổ hơn đúng không? Cũng đỡ rồi chứ con này cái kỳ cũng căng lắm không nổi rồi nè. Rồi bỏ kiên vô. Bỏ kiên vô. À con này lên Ancient đúng không các bạn? Đúng. Chứ. Đó, chịu hỏi mấy con kia ra Ancient không kìa. Đúng rồi, đúng rồi. 500 phút thì chịu máu. Cũng ngon với bộ đúng không bạn? Chưa biết tới chừng Winbot thì như nào. Winbot chắc là yếu á. Ngon, ít nhất là anh em mình cũng sở hữu một con Ancient này đúng không? Giỡn đâu. Ok. Hai con rồi. Ba cái gôn nè. Trời ơi con sứa quá trời luôn đó các bạn. Ghét nè. Cái có một con mantis á. Bốn con cá mập luôn kìa. Đâu con mantis đâu. Beta Paragon mantis. Rồi thấy rồi đi. À mình có thể giết con raptor đi về đánh cái Uniwe anh. Hay là up cho nó lên rồi từ từ đánh yên sao. Thôi đánh lấy yên luôn đi mà. Ok. Tốc độ ánh sáng rồi. Này, giờ mình sẽ đi giết con Mantis đây bạn. Mình cứ chơi con Mantis của bảo là con Edward nè. Thì xong rồi giết con Paragon Raptor lấy thêm một Paragon nữa là đủ 5 Paragon của Raptor. Bánh liền luôn. Điểm sáng. Cảm giác mình bảo bắt đầu sức mạnh nó lên đó bạn. Bắt đầu mạnh dần rồi đó, anh cảm giác mạnh dần rồi đó ơi. Mà mình mới có hai con đam chính làm vốn mà. Trời ơi, mấy kêu siêu xe gian kìa nữa. Chịu họ được một đống luôn bạn. Rồi lập đen bay quanh kia nha. Ok. Ê, ai. Có con mammut nè. Có con mammut sau này mình cần anh muốn test đâu em có để thấy là có một con mammut mà hệ mythical lên rip god nó rip khủng lắm á. Hay mythical hả? Đúng rồi, mythical mà lên rip god á, rip god mythical được mà. Thì mình bắt con mammut mythical đúng không? Đúng rồi, không, mammut hệ mythical là nó có color suit. Có con color suit là ngon nhất. Hệ color suit à? Đúng rồi, hệ color suit. Rồi, tới nào. Em lập cái show kia chưa vậy? Em lập rồi, em lập. À, hành lên dưới này nè. Đây là nãy giờ không lắc giữa đây là cái nó lắc. Ừ.
đâu rồi? À, anh nhặt được cái background của Gaptor rồi. Hình như con sứa là cũng có con sứa luôn các bạn. Trời ơi, các bạn xem là 6 con sứa các bạn. Meta sodium á, đúng không? Ờ. À, cho lên không? Cho lên Omega luôn hả? Ờ. À. Được, anh đi dưới đi, giờ mình chỉ cần úp 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 lên thôi chứ đâu cần gì đâu. Tự nhiên chết con cá mập. Cá mập của mình thấy tiếc ghê rồi. Tới luôn rồi. Hòa luôn. Thăm xuống là. Đó. Cái bữa nào dành ra một tập đi mở gương luôn rồi. Thấy không? Thấy chưa? Đâu rồi. Lương đồ, lương điện đồ dữ lắm nha. Giật. Giật nó te tua hết. Nhận được không? Từ từ khoan em. Mà mấy ba cái con này thì nó hơi tốn thời gian tí. Mà được cái này mình sẽ mạnh lên. Đúng. Rồi, tại đây quay mày. Gì đó đúng rồi anh em. Lục nha, gắn lục nha. Để em ráng đúng. Anh bay qua tới con tiếp theo luôn đó. Rồi, xong rồi. Rồi, ok, chuẩn bị ta lay qua luôn nào. Rồi, ta lay qua luôn em ơi. Đánh nhanh rút lẹ các bạn. Đó. Ê, chết bà, nó thả anh xuống. Để leo qua lẹ. Oh my god. Qua, ủa? Ủa, em đang ở bờ biển nào vậy? À, nó thả luôn. Thôi, xong rồi, anh diễn nó xong rồi. Mà chưa lập được. Coi lụm nha. Ê, có cái gì nữa? Có Uniware. Hai cái luôn. Hai cái luôn, thấy luôn. Anh liên tiếp chưa? Dạ, tao thấy. Cho mặt cái gì vậy? Đấy, ba cái con đây nè. Em đang nghĩ rồi yên của con gì em ơi. Anh làm được hết chưa? Rồi. Ok. Cái Uniware kia lụm được chưa? Cái Uniware kia. À, của con cá heo. Được rồi, được rồi. Rồi, em coi thử cái yên. Yên của con Manta em ơi. Ngon vậy? Ờ. Ui, con Tamination luôn. Con Tamination lại. Giảm 50% đam. Không không phải Uniware thì như là được tăng 500% hay sao. Ghê. Có một con Alpha nhưng mà nó cấp 58 mà. Con Tam hả? Đúng rồi, rất là phiền. Ồ, con Tamination nữa bạn. Thôi, cú bắp. Để nó kiếm con nào cấp độ cao cao hơn đi.
À, còn con sứa nào nữa anh qua quất luôn rồi vậy chuyển hóa ba con thấy chưa con cái đuối màu đẹp chứ đem xuống đem xuống đó cho cái đống đó đó đâu rồi dạng của hình nữa anh. Rồi còn hai con nữa rớt con còn lắm nha lắm nha có cua cá mập luôn rồi hên quá lực xong mình chết cá mập mình đâu còn nữa đâu. Superman gọi nó chạy đâu vậy? Đó, ở dưới kìa, cái ủa vũ khí cái gì em gọi qua luôn hết chưa? Ủa vậy dính nó dính theo em qua luôn hết à? Đó, hai ba con đó thấy không? Tới đúng nha ok con cuối nha mày rồi tới luôn rồi ây da chết bà cái con Ripper bị gì đó ủa xem thế này được không thể lên được làm gì nổi lẹ dữ vậy ba đó hả kìa năm dưới này nè quỷ Ripper giờ tạo phản các bạn nổi thôi có cần phải nói lẹ chứ không nói lẹ má ơi luôn. Nổi tốc độ luôn ơi con sứa của anh còn có cả mấy máu vậy con sứa sao rồi nè giải quyết thôi anh thì ghê quá vậy sao còn rồi lên đám mây luôn cái mày về nha về nhà thôi sứa là beta sodium đúng không? Cái quan trọng là nó chưa full nữa. Chưa full hả? Dạ 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 theo em là một cái là full luôn. Anh cắn lọ, sẵn lọ cái gì đi. Bơi xuống đây là bút khá là full. Pha nữa thôi. À, hồi nãy là có ba cái con của con Raptor đúng không? Đúng rồi. Em đang giữ. Rồi anh luyện con sứa không? Tên đeo em. Rồi. Để mà chém. Nó an toàn không ta? Anh cá mình máu với mình kinh nghiệm sẵn thôi nha. Sợ chịu không nổi. Đi từ từ thôi mới được. Mình kiếm chỗ nào trống trống đi anh ta leo qua mới được. Em đang bị chán. Máu nó xăm 8.000 rồi chịu nói không? Thôi vậy, khỏi từ từ đi. Cả không kịp là đi á. Được không? Ta leo qua cái nào?
Không, từ từ khoan 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 vậy từ từ tiếp chẳng gì đâu. 8.000 mà thôi gì. Ta leo qua đây, ta leo qua. Ôi sao ta leo qua được? Có. Đi nước mới được nha. Rồi, ta leo. Rồi chơi. Chơi. Trời chàng. Con này đi chậm dữ vậy trời. Đây 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 đi hết rồi à, đi chỗ khác được đó bà để em nhảy xuống lượm cái Baragon. Sứa này của mình được giảm giáp nữa bạn. Đúng rồi, nó có cái hệ metal mà đúng không? Đúng. Tại vì đâu lo chết. Dạ. Nhưng mà máu nãy yếu xìu à, máu nãy có 6k mấy à. Ủa, 3... Ờ, 6 mấy ngàn rồi. Giờ lên được 200 mấy cũng ổn ổn rồi. Rồi, kiếm chỗ nào đông đông em ơi. Rồi, ta leo qua đi anh ơi. Gấp gãn à. Không. Có bài là gọn luôn. Buồn luôn. Mà lúc bây giờ là đã tới vậy. Rồi, giờ thăng tiến sức mạnh cho em đó boy. Hồi nãy như là đâu có yên cho nó ta, yên cho con Manta đúng không? Yên cho Manta nè. Đây nha bạn. Bắt đầu lên từ alpha nè, đúng chưa? Rồi, alpha. Bỏ vô đi bơi. Con cái vô bạn này nè. Nó tên gì vậy anh? Seni Daria. Đúng rồi, Seni. Alpha rồi đó. Anh dục 5 cục vô anh chế đi. Rim. Dream tới Yunjimai Yunjimai Omega Omega. Còn hai cục. Hai cục để cho nó quánh liền. Hai cục từ từ tính. Rồi tới đây quánh kia lên quánh kia cho con Raptor luôn hả gì? Tiến hóa xong này đi rồi tới đây quánh kia đánh lấy gì rồi. Rồi em lấy đây anh lấy được một cái ba cái con của Raptor nè. Đó, lên alpha nha các bạn. Ủa chết bà anh, chết lộn cái... Ủa nè. Rim. Để dư hai rim luôn. Anh chết lộn một cái beta... Phải nội. Nó đang beta sodium mà đúng không? Ờ, là chế omega mà sao tự nhiên mình nhấn lộn vô beta trời tao lao vậy. Rồi, vậy là lỗ một cái rồi. Một cái à. Ủa à, Omega trên này các bạn. Trời đất ơi. Mắc cái bơi. Đen luôn rồi.
Em lấy bốn bốn bài con của Gaptor đi. Ok. Beta Sodium. Ủa, con này. Cái Wow, lên được Omega. Ờ, cũng ngon ngon nữa bơi, 4 triệu mấy máu rồi. ngon ngon rồi đúng không? Nhưng mà Đánh nó lấy di cái chuyển hơi viên chậm nào thôi. Con này mà như bạn nói rồi, cho nó cái yên là nó có thể bay được bạn. Nó có hệ thêm cái hệ dimensionation vậy đó. Di chuyển lên trời được nữa thì ngon. được rồi. Phải chờ lấy xong 4 bài gold của Gaptor vậy. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. 3 triệu boss đi. Chịu được chấm mấy ngàn. Ôi, ở đây có con Kisua luôn nè. Nè nè, Bygone nè, bỏ vô chỗ nào? Bỏ bỏ đi đây đây. Nhưng mà hình như là bắt buộc là con Raptor mới được phải không? Đúng rồi, chắc chắn phải đánh Raptor mới được. Rồi, dạ. Yeah. Dư dư khoan nha, khoan nha. Nó đâu mạnh đến mức mà quánh anh cái chết đâu sợ. Chắc càng nghiền rồi. Thôi, quánh lấy yên Uniware cho con may đi luôn các bạn. Càng ngày càng mạnh quá rồi. Bấm đi, bấm đi. Đó. Rồi, càng ngày thấy mình chỉ bảo càng mạnh nha các bạn. Để lấy mày mạnh tới vậy. Dạ, 8 triệu rồi. Bóp. Dạy cứ quan trọng là con anh em mình là con Gaptor này là kiểu mà chịu hồi các bạn. Ô, hình như em quánh cũng được mà đúng không? Quánh được sao? Em có video cho vấn đề. À, con chịu hồi nhưng mà quánh nó cũng không vô luôn. Ôi bác. Chỉ có anh cảm nó vô thôi. À, mình chịu hồi được con Raptor nó cạp được trăm mấy ngàn rồi mà. Nó cạp em nhanh lên anh ơi. Ở sao nó sao bị nghịch nghịch dưới ta? Rồi em đi khùng rồi, em đi khùng. Từ từ nha, từ từ nha. Lô của em nó bị đi. Đừng đừng chui vô, đừng chui vô, anh chạy đi nha. Nhìn từ đây nhìn cái gì biết đâu kỳ khủng mà. Đúng là mấy con kia quánh nó không lên đam thôi, thằng mình quánh mới lên. Dạ, đâu quánh anh hơi đau quá rồi, hơi đau. Hơi đau. 10 giây. Ủa nhìn quánh không vô đam ta? Dạ. Vô đam hay. Ủa anh quánh nó không vô đam hả? À? Bắt đầu vô. Để ngay chân nó mới được. Rồi chưa vô đây anh, chưa vô. Không có kiểm soát gì. Anh đừng có chịu hỏi, đừng chịu hỏi, chịu hỏi thì nó cũng không có gì đâu. Để em. Đầu quá chặt anh chưa kiểm soát.
set gặp chín. À, đó hai con set gặp quanh. Đỡ cái là cái con đít may này của mình nếu mà cho ăn ba con cũng hơi nhiều các bạn. Điểm đỏ ba cái luôn. Con này khó chết luôn bây giờ. Đẹp bị thước. Cái con này không có dính. Đó, ba cái. Cảm ơn vô đam chơi nhìn trời thích chuyện. Ra bóng lộn trời. Quá vừa lòng. Tát chú máy luôn. Thôi rồi, con giúp đồ. Tao giúp đồ hết mà nè. Chết à? Chết nè. Đập tiền. Rồi, có yên nữa nè em ơi. Thêm được 2. Nào, em bỏ vô đi, em bỏ vô đi. Okay. Universe Saddle. Đó, thấy chưa? Ủa? Cái này không biết dịch sao. cái này bao attack it alone là sao ta? Nó sẽ tấn mấy cái con mà nhân bản chứ trong cái khu khu vực được Frenzy. Nói chung là nó được thêm 25% né tránh. Rồi à. Miễn dịch đến chậm là sao? Là kiểu nó không bị chậm hả? À, kiểu nó sẽ không bị chậm lại đúng rồi, nó sẽ bị không bị hiệu ứng chậm. Rồi được giảm giảm sát thương các bạn 10%, 4%. Rồi sát thương nổ được giảm nữa. Còn cái kia là như quánh là nó tạo ra một cái con clone đó bạn. Với lại Frenzy là nó càng cắn là càng đau hay sao? Không, cái em không hiểu cái khúc cụm đầu nhưng mà cái cụm sao là area frenzy là trong khu vực chiến đấu area. Vậy là ngon rồi đó. Sau này mình cho nó lên lại action nữa. Nhưng mà mình phải có được 25 asset sen mình mới phá nó được. Kiểu mình quánh từ từ thôi. Rồi, nó chung cũng ngon với bạn. Nó được yên Uniware này cũng xịt xịt rồi đó. Bỏ yên cua bắp đi. Cảm giác càng ngày anh em mình càng mạnh lên đó. Bỏ hiền thì bóp. Sao vậy vậy? Dạ. Té luôn hay sao? Không farm gì nữa không? Tại thì cũng hết chưa farm được. Mình phải đánh Paragon rồi mới bắt đầu đánh được mấy cái combo tiếp theo. Thôi, vậy thôi tạm thời té đây nha các bạn. Nay mình chỉ bảo cũng làm được khá nhiều việc đó. Có được yên Uniware cho con Nidmay nè. Xong mà tiến hóa con kia lên hệ Omega. Sodium. Đúng. Đạp chủ lực mình có được con Solar hết rồi. Cái gì vũ khí quy diệt. Solar với công khí quy diệt. Hai vũ khí quy diệt. Có ba con vũ khí quy diệt nữa. Nhưng mà thôi mai hả, đi farm tiếp. Được.
Rồi, bé các bạn, mai chúng ta chiến tiếp.